Chúng mình là nhóm 2 đến từ đội sinh viên tình nguyện địa viện điện tử Viễn Thông. Hôm nay là chúng mình đang có chuyến đi lên Tam Đảo. Đây là đang ở dưới chân Tam Đảo. Anh ơi hè về rồi, em ơi hè về. Đông quá lâu rồi anh em đặt chén rượu xuống cho bớt lè nhè. Anh cười bộ con lê, em tháo khăn quàng cổ. Anh tạm rời bàn làm việc cùng em xuống phố đón mùa phượng nở. Em ơi lên xe mình đi thôi, đời mình khi trễ lúc vội. Bao lâu rồi ta không nghỉ ngơi để thân thể sẽ hụt hơi. Tuổi trẻ có được bao nhiêu nào, chớp mắt đã 30 rồi. Lần cuối mình ngồi với nhau từ khi nào mà vẫn phải chờ đợi. Anh ơi loài người này rất vội, em ơi cứ sống sao cho mình thấy vui. Sống như ta chưa từng được sống, cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài. Ôi trên này mình cùng nhau khoác vai đi từ sáng tới đêm, hát lên như chưa từng được hát. Vui này tôi ai biết mai sau. Em ơi, đời loài người này ngắn lắm, cứ chi ai ôm hết âu lo. Sống như ta chưa từng được sống, cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài. Em ơi, dù cho mai này có ra sao thì em hãy nhớ bao nhiêu sầu lo sẽ qua màu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi khi ta còn yêu đời. Bao nhiêu gian nan sóng gió cũng khó ngăn cho đôi môi ta nở cười. Mà ông ơi, cuộc đời này còn dài được bao lâu. Đôi chân ta đã đưa ta lang thang đi xa những đầu. Chớp mắt tuổi trẻ rồi cũng sẽ trở thành ngày hôm qua. Nên ta cứ sống vui đêm vì hôm nay là món quà. Và chúng ta đang trải qua những ngày đẹp nhất trong cuộc đời. Dù đã có những lúc thất vọng chán trường mà nước mắt cứ buồn rơi. Đã vui được mất từng đánh cực tất vào cuộc chơi. Rất nhiều lần vấp ngã nhưng vẫn bất chấp tất cả không chịu buông xuôi. Sống trên vai cho tuổi thanh xuân không tiếc nuối. Quay trên em mình cùng nhau thoát vai đi từ sáng tới đêm, hát lên như chưa từng được hát. Vui này tôi ai biết mai sau. Thôi ai biết mai sau.